Thế giới 24 giờ qua. Lo ngại lạm phát tăng cao bao trùm, phố Wall ráo riết tìm cách thay đổi chiến lược đầu tư. Theo Goldman Sachs, các đòn bẩy hoạt động cao sẽ là những người chiến thắng trong thời kỳ lạm phát tăng. Đối với các nhà đầu tư trái phiếu, lạm phát là một tin xấu bởi giá trị của các khoản lợi nhuận trong tương lai sẽ sụt giảm. Còn đối với các trader cổ phiếu, sự tác động có thể sẽ nhẹ nhàng hơn do một số công ty vẫn có khả năng thu về lợi nhuận từ việc mức giá chung tăng lên. Dù sẽ có nhiều tổn thất trên thị trường chứng khoán nếu áp lực về mức giá tăng lên, nhưng những sự kiện trước đây cho thấy viễn cảnh này vẫn tạo ra cơ hội. Một nghiên cứu từ Ned Davis Research chỉ ra rằng cổ phiếu năng lượng đã liên tục tăng điểm trong thời kỳ lạm phát cao ở 5 thập kỷ qua. Trong khi đó, Goldman Sachs khuyến nghị các công ty hiện đã có sự chuẩn bị tốt hơn để kiếm lợi nhuận từ hoạt động bán hàng như nhà sản xuất ô tô Ford Motor và công ty truyền thông Discovery. Còn đối với Société Générale, tình trạng mất cân bằng giữa cung và cầu cho thấy cổ phiếu ngành khai thác, các nhà sản xuất phân bón sẽ là lựa chọn phòng hộ hiệu quả nếu áp lực giá tăng lên. Cho dù Chủ tịch Fed Jerome Powell có lạc quan như thế nào về chủ đề này, thì lạm phát sớm muộn sẽ trở thành một vấn đề đối với thị trường chứng khoán. Chỉ trong vài tuần gần đây, nhà đầu tư đã nhận thấy những dấu hiệu đáng lo ngại từ mọi thứ, từ tình trạng thiếu hụt chip trong lĩnh vực sản xuất máy tính trên toàn cầu cho đến mức tăng kỷ lục với mức giá sản xuất tại Mỹ. Với triển vọng kinh tế tích cực, số ca nhiễm COVID-19 đang giảm xuống và gói kích thích tài khoá quy mô lớn hơn đang được triển khai, mối lo ngại về lạm phát đang lan tỏa. Theo Tobias Lekovic, chiến lược gia đầu tư cổ phiếu của Citigroup, điều này có nghĩa là quyền định giá sẽ trở thành máy phát điện do có sự khác biệt lớn trong cách các công ty ứng phó với lạm phát. Ông cho hay, các chỉ báo hàng đầu cho thấy mối lo ngại lạm phát có thể đang xuất hiện. Các công ty có sự linh hoạt về giá sẽ trở thành những người chiến thắng. Theo Ned Davis, cổ phiếu năng lượng có thành tích tốt nhất trong thời gian giá tiêu dùng tăng. Nghiên cứu của các công ty này cho thấy 7 trong số 9 thời điểm lạm phát gia tăng kể từ năm 1972, ngành này ghi nhận mức tăng cao hơn SP 500 khoảng 14 điểm phần trăm. Ned Davis lưu ý rằng, khi được xếp hạng theo phong cách đầu tư, cổ phiếu có giá trị theo chu kỳ, các doanh nghiệp có doanh thu dễ bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế và thường có định giá tương đối thấp, có xu hướng hoạt động tốt hơn khi lạm phát tăng cao. Trong năm nay, giá dầu thô đã tăng mạnh nhờ niềm tin vào sự hồi phục của nền kinh tế toàn cầu được củng cố. Những vụ đặt cược như vậy đã phần nào hiện rõ trên thị trường chứng khoán với cổ phiếu của các nhà sản xuất năng lượng, bao gồm ExxonMobil Car và Marathon Oil Car đều tăng giá. Ngành này đã dẫn đầu mức tăng của SP 500 trong năm 2021, tăng gấp 5 lần so với chỉ số tham chiếu này. Theo Bloomberg, sức ảnh hưởng mang tính phân cực của lạm phát đối với thị trường không phải là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nhìn bề ngoài, nhà đầu tư đang chuẩn bị ứng phó bằng cách cân nhắc các công ty có đòn bẩy hoạt động cao hoặc khả năng gặt hái lợi nhuận từ doanh thu. Trong khi cả chi phí bán hàng và đầu vào đều có xu hướng tăng khi lạm phát tăng, các công ty có đòn bẩy tài chính mạnh có khả năng mang lại sự ổn định hơn cho cổ phiếu. Lý do là hiệu quả của việc tăng doanh thu sẽ lớn hơn chi phí sản xuất. Kể từ đầu tháng 2, một rổ cổ phiếu có đòn bẩy hoạt động cao nhất đã đánh bại nhóm cổ phiếu có đòn bẩy thấp nhất với sự chênh lệch 1,7 điểm phần trăm, theo dữ liệu Goldman Sachs và Bloomberg. Chỉ báo này đang ghi nhận tháng 4 tăng liên tiếp, chuỗi dài nhất kể từ năm 2013. Theo các chiến lược gia của Goldman Sachs, chi phí đầu vào cao hơn, ví dụ như các loại hàng hóa, có ít ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của các công ty trong SP 500. Một phần do một số ngành được hưởng lợi khi giá nguyên liệu tăng, trong khi các ngành khác chịu rủi ro. Mặt khác, chi phí lao động lại là một vấn đề đáng lo ngại. Nhóm chiến lược gia chỉ ra rằng, ước tính tăng trưởng tiền lương tăng 100 điểm cơ bản có thể khiến họ mất 1% lợi nhuận. Theo đó, họ khuyên nhà đầu tư nên ưu tiên các công ty có chi phí lao động chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong doanh thu, chẳng hạn như Under Armour và Biogen. David Costin đến từ Goldman Sachs cho hay, nhiều nhà đầu tư tin rằng
việc tăng chi tiêu sẽ dẫn đến lạm phát và lãi suất cao hơn. Trước đây, lạm phát đã thúc đẩy doanh thu danh nghĩa của SP500, nhưng lại gây áp lực cho biên lợi nhuận khi các công ty gặp khó khăn trong việc tăng giá để bắt kịp với chi phí đầu vào. Nhóm chiến lược gia của Société Générale đã theo dõi một rổ cổ phiếu dựa trên mức độ nhạy cảm với những chỉ báo như biến động giá đồng và giá thực phẩm. Các cổ phiếu ngành vật liệu cơ bản, công nghệ, năng lượng hiện chiếm 2/3 danh sách này. Nhóm cổ phiếu này đã chứng minh được giá trị của mình với đà tăng tương đương với kỳ vọng lạm phát trong những tháng gần đây. Nhưng lại có một nhược điểm, đó là kém vượt trội trong thời kỳ giảm phát. Các chiến lược gia lưu ý, họ đã đưa ra một lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp trong thời điểm này là tái tạo quyền chọn mua nhằm hạn chế rủi ro giảm giá trong khi tối đa hóa xu hướng tăng. JP Morgan, đây là yếu tố khiến đà tăng của Bitcoin đang cận kề rủi ro. Đà tăng không ngừng nghỉ đã đưa Bitcoin lập đỉnh mới. Tuy nhiên, đồng tiền số lớn nhất thế giới có thể đối mặt với rủi ro thanh khoản sụt giảm trên thị trường. Bitcoin đã tăng lên mức cao chưa từng chứng kiến 58.300 đô la, sau đó đã giảm xuống khoảng 56.200 đô la vào buổi trưa hôm ngày 22 tháng 2. Theo giờ Việt Nam, theo Nicolao Panizzolo, chiến lược gia tại JP Morgan Chase, đồng tiền số này đã tăng gần gấp 3 lần trong 3 tháng qua, nhưng tính thanh khoản đã suy giảm. Ông cho biết, tính thanh khoản của thị trường đối với Bitcoin đang thấp hơn nhiều so với vàng hoặc SP500. Điều này báo hiệu rằng, ngay cả những dòng vốn nhỏ cũng gây tác động đến mức giá. Bối cảnh như vậy có khả năng sẽ khiến Bitcoin biến động mạnh hơn, kể cả theo chiều hướng tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào sự thúc đẩy của nhà đầu tư với đồng tiền này. Ngay cả những nhà đầu tư nổi tiếng nhất cũng bất ngờ vì mức tăng của Bitcoin. Trong một dòng tweet gần đây, Elon Musk cho biết giá Bitcoin có vẻ cao, trong khi trước đó ông nhận định rằng đồng tiền này là một phiên bản bớt ngớ ngẩn hơn tiền mặt. Panizzolo cho hay, khối lượng giao dịch Bitcoin mỗi ngày đạt mức khoảng 10 tỷ đô la, cả ở thị trường giao ngay và hợp đồng tương lai. Trong khi đó, khối lượng giao dịch của vàng là 100 tỷ đô la. Ông nhận định, con số này phù hợp với quan điểm tính thanh khoản của Bitcoin thấp hơn nhiều so với vàng. Thị trường tiền số đã ghi nhận sự khởi đầu đầy tích cực trong năm nay, khiến những loại tài sản khác đều bị bỏ xa. Những nhà đầu tư ủng hộ Bitcoin cho rằng, các giám đốc nguồn vốn và nhà đầu tư tổ chức là động lực mới, và đồng tiền này có khả năng phòng ngừa rủi ro trước kỳ vọng lạm phát tăng cao. Trong khi đó, số khác lại coi Bitcoin là một ví dụ điển hình về xu hướng đầu cơ trong bối cảnh thị trường tràn ngập tiền từ gói kích thích. Paolo Adorno, CTO của sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex, viết trong một email: Bitcoin dường như không thể chống lại nỗi sợ hãi, sự bất ổn và nỗi nghi ngờ đối với lĩnh vực này. Cổ phiếu các công ty tiền số tại châu Á đồng loạt tăng ở phiên giao dịch hôm ngày 22 tháng 2 sau khi Bitcoin chạm mức cao nhất mọi thời đại. Một trong những công ty ghi nhận đà tăng mạnh nhất là Monash Group của Nhật Bản, bứt phá tới 16%. Trong khi đó, đồng Ether cũng cán mốc 2.000 đô la lần đầu tiên vào hôm ngày 20 tháng 2 khi tăng 150% từ đầu năm đến nay. Trong một động thái mới đây, Bill Gates chơi tiền ảo là phát minh công nghệ không cần thiết. Bill Gates cho rằng Bitcoin không tạo ra bất cứ thứ gì và đây là một kiểu đầu tư với lý thuyết đánh lừa thuần túy. Cũng giống như người bạn thân Warren Buffett, tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập hãng công nghệ Microsoft, không ủng hộ Bitcoin cũng như các loại tiền ảo. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây trên Wall Street Journal, khi được hỏi về phát minh công nghệ mà không có nó, thế giới sẽ tốt hơn, Bill Gates đã lập tức trả lời, đó là tiền ảo. Cách tiền ảo vận hành hiện tại tạo điều kiện cho các hoạt động phi pháp, sẽ tốt hơn nếu loại bỏ nó, tỷ phú 65 tuổi nói. Gates cũng nói rằng, một phát minh thực sự tồi tệ khác là vũ khí sinh học. Thứ năm tuần trước, trả lời phỏng vấn CNBC về việc đang có một lượng năng lượng khổng lồ được sử dụng để khai thác Bitcoin bất chấp biến đổi khí hậu toàn cầu, Gates chia sẻ, tôi không sở hữu Bitcoin và cũng không có nhu cầu sở hữu. Vì vậy, tôi có một cái nhìn trung lập. Dù đánh giá cao sự ra đời của Bitcoin cùng các loại tiền điện tử khi giúp giảm chi phí giao dịch, tỷ phú này cho rằng
chúng đang được sử dụng cho các hoạt động phi pháp tại các nước đang phát triển. Bình luận của Bill Gates muốn đề cập đến việc tiền ảo, đặc biệt là Bitcoin, đang được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo và trong các hoạt động phi pháp như rửa tiền. Đây là chỉ trích phổ biến đối với Bitcoin bởi bản chất phi tập trung và ẩn danh của tiền ảo ra đời năm 2009 này. Đây không phải là lần đầu tiên Bill Gates bày tỏ quan điểm về Bitcoin và tiền điện tử. Năm 2018, trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, ông cho biết sẽ bán khống Bitcoin nếu có thể. Là một loại tài sản, Bitcoin không tạo ra bất cứ thứ gì. Vì vậy, không nên kỳ vọng nó đi lên, Gates nhấn mạnh. Đó là kiểu đầu tư với lý thuyết đánh lừa thuần túy.